mãi mãi. Tôi xin gắn đôi lời gửi đến quý vị một niềm giá hân hạnh nhất của gia đình chúng tôi đã bỏ thời gian quý báu. Hôm nay tôi có đôi lời để thay mặt cho bên đàn trai để cùng nâng ly chúc mừng cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Con bay chúng ta vui vẻ, và chúng tôi cũng mong muốn rằng ngày hôm nay quý vị là say và thật là hạnh phúc trong bữa tiệc tối đầy chân tình. Kính thưa quý vị, không có ngày nào vui bằng ngày hôn lễ, ngày hôn lễ hôm nay của chú Lệ Đức Trung cũng như cô dâu Thúy Ngân. Có lẽ có đời lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm xa xôi, nhiều điều đáng ghi nhớ của những năm tháng của chúng ta trước đây. Hôm nay trước sự chứng kiến của bà con hai họ cũng như đại diện nhà trai, nhà gái và những người thân bằng hữu lượng đã đến chúc mừng bằng những lời chân tình để mở đầu cho tiệc cưới. Chúng tôi hy vọng quý vị từ đầu cho đến cuối luôn luôn được vui vẻ và lúc nào cũng sẵn sàng đón bay. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly.